và hàng trăm người Trung Quốc đã bỏ trốn sang Campuchia để tránh cuộc bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó có hơn 20 người được báo chí Việt Nam đưa tin là đã bị thiệt mạng. Cảnh sát Campuchia hôm nay cho biết, hôm thứ Tư đã có hơn 600 người Trung Quốc đã vượt qua biên giới ở trạm kiểm soát Ba Vét. Khoảng 100 người đang ở trong thị trấn Ba Vét và họ có thể quay trở lại Việt Nam hoặc đi đến những nơi khác sau khi tình hình lắng dịu. Ba Vét nằm trên đường xa lộ kéo dài từ Sài Gòn đến thủ đô Nam Vàng của Campuchia. Hàng ngàn người Việt Nam đã đốt các nhà máy nước ngoài và đập phá các khu công nghiệp trong một phản ứng giận dữ trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam.